Hello, hello. Hôm nay mình sẽ nấu bò kho đại khách. Ông xã mình hôm nay vô bếp chỗ tài nấu ăn nha mọi người. Nấu một cái món bò kho. Cái món này là món ruột của mình mà năm nào cũng vậy. Coi như là mình mỗi lần mình tổ chức party ở ngoài tiệm á là mình nấu bò kho cho khách. Thì nói chung là mà ai cũng thích hết đúng không em? Dạ. Khách rất thích cái món bò kho này nên nhờ mỗi lần nấu việc là ông xã mình chỗ tài. Món tụ của ông xã mình. Hình như là năm nào anh cũng làm đúng không? Dạ. Từ lúc mình mở tiệm giờ năm nào anh cũng làm cái món này. Mà phải hầm cái này không là hết 2 tiếng đúng không? Đó. Đây nha mọi người, người đàn ông của em vào bếp. Đang cắt thịt nè mọi người. Bắp đó. À, thịt bò anh mua hai cái miếng bò bắp này hôm nay rất là ngon. Mọi người nhìn thấy cái màu thịt bò rất là ngon nha. Tuyệt vời quá. Đây ông xã mình có sử dụng sả nè, hành và hành tây, ngò và hành lá, có tỏi và hành tím. Đây là cái gia vị để nấu bò kho này mọi người. Và đây nữa. Cái này là của Quốc Việt nha mọi người. Sản xuất ở cái Webinter, dạ. California. Để em cầm cho rõ nè, cái này của Quốc Việt nè. Và cái sốt cà chua này. Sốt cà chua này là vợ chồng mình nấu hay xài bún riêu cũng cho nó, cho cái sốt này vô nè. Rồi cà rốt, mình đã giúp chồng mình cắt cà rốt. À, cái thịt đó. Em thì em đã làm cái món cơm chiên xong rồi, chuẩn bị xong rồi thì để lần gần sáng em sẽ chiên. Vậy đó hả? Dạ. Khi đàn ông vào bếp. Bếp mình cũng hay chứ. Món này mình nấu ở đây hôm nay là 10 bao thịt. 10 bao. Cái này là thịt bắp. Bò bắp. Ở tiết bị nó gọi là bíp sang á. Hồi trước có chợ Mỹ không có bán bíp sang bò bắp này, chỉ có chợ Việt Nam có thôi, nhưng mà bây giờ Costco nó cũng bán đúng không? Costco họ đã bán cái bíp sang rồi. Thường á, nấu cái món bò kho này mà ông xã mình nấu cho nhà mình ăn thì có thêm gân và có thêm nạm. Nạm, briskets. Tại vì nấu cho Mỹ ăn nên không có hai cái phần đó. Tại vì Mỹ người ta không có ăn gân với lại nạm mọi người, nên chỉ có cái bò bắp này thôi. Thật sự ra em cũng thích ăn gân lắm. Ngon chứ. Dạ, em khoái ăn gân. Rồi mọi người ơi, bây giờ cái đầu tiên á, việc đầu tiên là mình sẽ cho muối vào, muối mà muối biển nha, không có lấy muối thường đâu. Tại vì mình á là chỉ có xài, nếu mà nấu ăn á là chỉ có muối biển thôi chứ không có muối thường. Bạn ông dạ, sao mình một cho muỗng như vậy. Một muỗng muối như vậy. Dạ, một muỗng cỡ này. Dạ. Sau đó cái bịch này á là cái bịch mà gia vị bò kho đó mà sản xuất ở California nè, Vermont nè. Dạ. Đó rồi. Đó bây giờ mình cứ đổ vô đây. Đó. Là nửa gói này ha, một cái bắp bò này ông xã mình sẽ ướp với nửa gói này. Đúng rồi, được rồi. Rồi, ok. Rồi. Sau đó đó mình không có cho tỏi, đó là later on, không có tỏi với sả ở đây, chỉ có như vậy thôi, muối và gia vị này với lại tí tiêu. Đó. Sau đó mình sẽ mix đều lên. Đó, mình mix đều lên. Rồi á để khoảng trong vòng khoảng 15 phút là mình bỏ vô mình xào cho nó săn lại, rồi sau đó mình đổ nước vô là ok rồi. Rất là đơn giản, và đặc biệt cái bò kho của mình đó là không dùng đường nha. Không dùng đường chút nào hết đó. Không có đường phèn, đường gì hết trơn đó. Và nó ngọt từ cà rốt. Ngọt từ cà rốt rất là tự nhiên. Và ngọt từ muối biển nữa. Thành thử ra mình không có dùng đường đặc biệt. Đó. Đã mình tìm cái hành tỏi cho nó khô. Ông xã mình sẽ đổ cái bò vô. Rồi ông xã mình đang xào bò đó mọi người. Xào cho cái bò này nó săn lại phải không anh? Đúng rồi, cho nó săn lại trước.
Rồi mình đã bỏ tỏi và xả vào rồi, thì giờ bỏ bò vô. Cái bò hồi nãy mình ướp 15 phút với lại cái gia vị, cái bột mà bột kho đó. Cho nó săn rồi sau đó mình sẽ bỏ sức cà chua vô. Và không có bỏ đường nha. Đó, đi đàn ông vào bếp cũng đạo, cũng điêu luyện ghê chứ. Rồi professional. Chơi chứ nấu ăn cũng là một cái điều thú vị chứ. Mấy món nấu cho em ăn nha, em khỏi nấu nha. Rồi, sau giờ ông xã mình xào cái con bò cho nó săn lại thì anh xã mình sẽ đổ cái sốt cà chua vô nha mọi người. Sốt cà chua mà hồi nãy mình có nói với mọi người rồi đó. Đảo lại cho nó đều lên nữa hả? Ừ, đúng rồi, mình sẽ đảo cho nó đều cho nó săn lại sau đó rồi mình mới bỏ nước vào. Rồi sau khi ông xã mình đổ nước vào trong cái nồi thịt bò này đó, thì bây giờ ông xã mình sẽ cho thêm cái gia vị của quốc việt vô nha mọi người. Đó, khoảng 3 muỗng đó nữa. Rồi mình sẽ đậy nắp lại để cho nó sôi lên và để nhỏ lửa nha. Sôi lên để nhỏ lửa lại. Dạ. Được hai nồi bò kho. Hai nồi bò kho là dạ. Mỗi là hai nồi 5 kg đó ha. 5 kg thịt. Mỗi nồi 5 kg hay. Ủa không. Hai nồi 5 kg, 10 kg, 11 kg. Ok. Yeah. Rồi mọi người ơi, bây giờ sau khi mình hầm cái bò này á, đậy nắp để lửa nhỏ là coi như 1 tiếng rưỡi, sau đó mình sẽ bỏ cái cà rốt này vô ha. Cái cà rốt này vô là mình hầm trong nửa tiếng nữa là đủ 2 tiếng tổng cộng là ok. Và cái nước này nó ngọt nhờ cái cà rốt nha, chứ mình không có bỏ đường gì vô hết trơn đó. Đây nè mọi người ơi, hai nồi bò kho ông xã mình đã nấu xong rồi mọi người. Đây, bò kho. Bây giờ mình sẽ lấy đồ, mình sẽ bọc lại cái, mình sẽ gói cái nồi này lại rồi mình đi lên trên tiệm nha mọi người. Đây là bà con cộng sản mình. Nhìn hấp dẫn chưa mọi người ơi. Đồ ăn bỏ lên xe chở đi nha mọi người. Bánh, chả giò. Hai mọi thứ ăn trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ đem lên tiệm. Đây nè mọi người ơi, mình đã xong một cái bàn tiệc cho cái bữa tiệc của họ tiên mình nha mọi người. Đây mình có tráng miệng lẩu quýt nè, chuối, và đây là cơm chiên nha mọi người, cơm chiên tôm. Cái này là mình nấu nha. Và đây là bánh patiso nha mọi người, bánh patiso mẹ chồng mình làm. Mẹ làm ở đây là 150 cái bánh patiso. Đây là chả giò nha mọi người. Chả giò mẹ chồng mình cũng làm. Mẹ làm là 150 cái bánh chả giò luôn nha mọi người. Đây là chả giò, còn đây là chả cái gì, tôm hỏa tiễn gì đó. Đây. Và đây là thịt rau câu mình làm đó mọi người. Đây là gia vị, đây hành tây nè, hành tây với lại ngò hành để ăn với lại cái món bò kho mà ông xã mình nấu đó mọi người. Đây, món bò kho sản phẩm của chồng mình đây mọi người ơi. Đây nè, đây bò kho nha mọi người. Và đây là tương ớt để ăn với lại cái món bò kho đó mọi người. Có chanh đó mọi người. Và cái nước sốt này để ăn với lại chả giò nha mọi người. Đây. Đó, một bàn tiệc
còn thêm những cái món như là mì xào với lại gỏi nữa mà chưa có mang ra kia mọi người. Thank you.